Rồi Vũ mến chào các bạn nha. Hôm nay mình đi xuống Củ Chi, xuống Củ Chi để mà quay cho các bạn xem một chiếc máy cày 165 em Danh kêu bán ha. Rồi chào Danh ha. Rồi chào anh. Đây là chiếc 165 ha các bạn. Dạ. Chiếc này không có mui. Rồi giờ thì Danh kêu bán thì giờ mình cũng không biết gì. Giờ mình đi quay một vòng cho các bạn xem ha. Rồi cho Danh nổ máy cho anh em nghe tiếng máy sơ sơ rồi thôi ha. Sơ sơ rồi kết thúc video. Rồi dầm vô chi tiết thì đi từ đây đi ha. Hình dáng của em nó ha. Chắc sơn này còn đẹp hết ha Danh. Dạ. Cái này chắc kiểu đó nó có dầm sơ sơ nữa nè. Cái này nó có dầm à. Còn em là em hủ dầm. Đó. Nó dạ. Em mua con xe này cũng mấy năm hả? Dạ cũng được 5 năm anh. 5 hả? Dạ. Máy móc nhìn thấy khô ráo sạch sẽ đẹp hả các bạn? Mới thay nhớt luôn. Mới thay nhớt luôn hả? Nè em nói cũ đề này cũ này là gì? Isuzu anh. Isuzu hả? Dạ. Isuzu. Đề Isuzu. Rồi giờ mình có bên đây đi. Ủa cái cục cái này mới thay hay gì? Dạ cục đó cục đi mô đó. Đi mô luôn. Nếu mà ai mua em đưa lại cái cục rin của nó luôn. Ai cần em đưa là cục rin, còn cục này là cục của MTZ á. À vậy cục rin còn luôn ha. À. Em muốn lấy cục này rồi lấy, muốn lấy cục kia lấy ha. Muốn lấy cục nào lấy. Đây có cái cục đồ vết. Đựng đồ đã không? Nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương. Đây thì mấy cái này còn cũng cao hả các bạn? Đầu mòn nó cũng còn cao không? Mua về năm nay mà không làm mui luôn hả? Dạ, em cũng ít với cái nhà để cho nó mà làm mui á thì nó cao cái nhà quá. Cái nhà nó thấp quá, nó cao nó đụng cái mái nhà. Đồng hồ dầu, đồng hồ nước rồi này kia rồi là đầy đủ hết. Còn báo đầy đủ không? Đèn xi nhan này kia, nọ đèn này kia, cái nọ đầy đủ hết. Nói chung đèn càng đầy đủ hết. Bao nước, bao nhớt đầy đủ hết. Đây là bánh phía bên trong ha. Càng đầy đủ ha. Bên này dưới hơi hẹp rồi. Đây ha. Chỗ trước đó ha. Các bạn nhìn biết ha, xài xe kỹ ha. Máy móc này thì Danh nói thì Danh mua về thì chưa có làm hả các bạn? Còn chủ trước có làm hay không thì mình không biết ha. Nhưng mà thấy gon bọng ha, nó còn sắc trong ha. Gon nó còn nguyên còn luôn à. Vỏ này vỏ nhỏ nha các bạn, 12.438 ha. 12.438. Trong dè, bên trong dè cũng còn rất là đẹp nha các bạn. Không có mục bọng này kia ha. Đùi vuông. Lính ta lấy lộ mà Thiện Vũ đâu giờ này chưa xuống. Ừ. Đây có hộp số nằm trong đây ha. Hộp số Rino á. Hộp số Rino. Ừ. Cầu thì cầu Hino. Cầu Rino hả? Hino. Hino 5 tấn. Hino 5 tấn. Ừ. Cái mọt là bao nhiêu cưng? Lên bao nhiêu? Mọt này là lên em lên là đúng là khoảng 4 khối 3. Không có, ý là bị cao á, bị cao. Cao hả? 9 tấn. 05. 9 tấc bề dài. Bề dài nó là khoảng 18 á. 2 mét mấy chứ? Bề ngang là 1m8. Ngang 1m8. Bề dài là 2m8. Ngang 1m8, dài 2m8, bề cao 9 tấc. Cầu Hino 5 tấn ha.
số trong đây. Xe này là dành chuyên chở giống như là vật liệu hay anh, vật liệu với dạ, cái đất đó ha. Dạ, đất, phân đất. Ừ, phân đất dạ. Với anh em nào xài vật liệu á, vật liệu mình mua cái này về là mình xài luôn rồi, mình khỏi cần chế cháo gì nữa hết. Thùng đá lọt là tôm 6 ly á. Ừ. Chờ đá này kia. Ừ. Nên nó đây với vật liệu là mua này về luôn. Là an tâm khỏi lo gì hết. Về chỉ có chạy thôi. Nhìn thùng chắc chắn ghê luôn ha. Mấy cái này bọn cộng ngà hồi đó tính chở củi mà không có chở củi. À, củi. À cái này là củi. Cái này là cầm cây vô ha, cầm cây vô đem cây cao lên. Cây cao lên. Cây cao lên chở củi rồi. Tác dụng nó cũng hay lắm á. Ừ. Chở được nhiều lắm. Rồi vậy gần trước dành nổ máy ha, nổ máy cho anh em nghe nghe sơ tiếng máy coi. Thôi mau bán bớt ra đi. Đây cái máy bên đó ha. Máy của em quá các bạn. Dữ rồi. Máy em dữ ha. Tiếng máy còn rất là ok nha các bạn. Không có đâu hơi đâu hám gì hết các bạn. Các bạn nghe tiếng máy không? Rất là nhẹ luôn à. Cà lai rất là nhẹ các bạn. Rồi, nào lên chưa? Nào lên chịu lên chưa? À để chiều lên không kịp thì mai lên. Tại vì khi chỉnh còn sợ không kịp á. Còn này quăng nếu mà quay sơ sơ về up lên liền cũng được. Vậy là mình kêu giá bao nhiêu rồi anh? Đầu một luôn á. Đầu một là 160 triệu anh. Ừ, đầu 160 triệu ha. Dạ. Có thương lượng không? À, nếu mà anh em lên mà có anh em nào nhã ý mà muốn mua á thì lên em thương lượng cho ít tiền xăng đi về. Dầu. Dầu. Bây giờ người ta mua cái đầu không có bán không? Cái đầu không hả? À, đầu không thì bán cái đầu luôn cũng được. Đầu không là 105 triệu. À. Đầu không 105 triệu thôi, không bớt ha. Không bớt. Ừ, còn cái một luôn thì 160, còn thương lượng anh em săn cổ đồ. Ừ. Rồi với dành cho anh số điện thoại luôn đi, đọc lên luôn đi. Dạ, 0327 26 5752. Rồi, số điện thoại đó gì các bạn với mình có chặn số điện thoại để lên tựa đề ha các bạn. À, anh em nào mua thì, hoặc muốn tham khảo thì cứ alo ha. Rồi bây giờ danh nó còn cái hai cái món này nó này các bạn. Okay. Quay cho bán cho bán luôn ha. Rồi cái cẩu với cái thớt. Cái thớt có T-Bend này kia nọ luôn. À có T-Bend luôn ha. Dạ. Đây cái cẩu đây. Thì là em cho tao mượn cái cần rồi phải không? Dạ. Cái này mở ra chút xíu được không?
được cho nó chống chống ra luôn. Cho cậu này cậu này mua nghĩa địa nghe chứ không có phải tức là mua nghĩa địa giờ mình mua nghĩa địa về tính ráp mấy cài bây giờ nhiều quá không có khả năng. Tức là mua nghĩa địa về tính gấp mấy cài xài nha, nha các bạn, nhưng mà cũng chưa có làm á. Cho nên giờ nên đó là tính bán mấy cài nên giờ phải chia là cho anh em luôn. Đó, anh em nào cần á thì cần cứ alo này kia cái nọ là đầy đủ hết. Dạ. Cần bọng đầy đủ hết nha. Phải cho tao mượn thôi. Cho tao mượn đăng kiểm. Cho mượn cho đăng kiểm. Mấy cái tay lái, mấy cái cần radio bên này kia cái nọ là còn đẹp hết. Nói chung là cái cần này Hu nói anh em mà xài, Hu nói tôi bao cho anh em xài luôn đó. Cộng thêm một cái dây nhợ với cái bơm thủy lực đi theo luôn. Là cái bơm đó ngày trước là mình mua cái cần cẩu đó, mình mua riêng đó. Chứ nó không có bán chung. Hồi vậy cái này cưng ra bao nhiêu? Giá bao nhiêu? Nếu mà cái cần cẩu này giờ thì em nói ai anh em cần xài em cũng bán cho em chia là cho anh em khoảng 50 triệu. Rồi 50 triệu ha. Arano 200. Casino. Casino. Rồi giờ đây có một cái thớt. Thớt này kéo gì mà thấm như vậy ta? Cái đồ mà để tôi nó xây nhà xây cửa rồi. Cái này ai có về đóng này, về kéo phân này. Cái này hình như là nó ben hả? Ben luôn á. Ben luôn á, có ti ben ben luôn á. Thì cái này giờ về mình chỉ làm cái thùng ở trên thôi. Giờ lên chỉ cái tuồng nhỏ cái lên bắt đầu lọt to dưới nữa cái xong á. Tại vì này nó có thớt, có thớt ben sẵn rồi nè. Tại vì cái này hồi đó mình có ti ben luôn nè. Gần nhà mình có kéo rôm này kia đó. Mình kéo rôm này kia bao đây để ghi danh. Bao bữa con tính lấy mua phan cũng hủ á chứ. Đó, rồi vậy cái mọt này cưng bắn bao nhiêu nữa? Rồi nói giá luôn đi. Dạ, mọt này nếu mà anh em nào mua thiện chí mua mà để về xài á thì em bán cho 7 triệu giá về chai á. Giá về chai ha. Rồi vậy là xong ha các bạn. Chiếc máy cài với cái mọt thì 160 ha, còn cái cần cẩu nãy là 50, còn cái thớt này là 7 triệu nha các bạn. Rồi thôi video kết thúc đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Rồi thôi bye bye các bạn nha.